Xin chào các bạn, tôi là bác Tháng Phong Thủy phát đồ hiểu phúc với các bạn một cái chủ đề liên quan đến nhà hàng xóm. Rất nhiều người cần nhờ tư vấn và hỏi han về vấn đề, đặc biệt là sang năm 2024 sẽ có rất nhiều nhà xây dựng trong cái vận chín hạn nguyên cuối cùng trong tam nguyên cửu vận. Bởi vậy hôm nay tôi cũng giải đáp cho các bạn về cái thắc mắc là gì? Nhà hàng xóm xây dựng và động thổ nhà mình có chịu ảnh hưởng gì không? Câu trả lời là có. Trong hai trường hợp, thứ nhất nó sẽ xảy ra trong cái năm đó, xảy ra trong một năm, và trường hợp thứ hai sẽ làm cho vận khí trong gia đình của các bạn thay đổi hoàn toàn, từ tốt trở thành xấu. Đang làm ăn phát đạt cũng trở lên không phát triển được nữa, hoặc cầm chừng, lý do của nó như sau. Tất cả tốt xấu trong một ngôi nhà đều chịu tác động của cảnh quan phía ngoài. Thứ nhất là đường đi lối lại, cái thứ hai là thông khí, vấn đề thứ ba là cân bằng ánh sáng âm dương, qua đó giúp cho vận nhà phát triển. Từ đó chúng ta biết được rằng gì? Khi nhà hàng xóm trong ba bề bốn bên, phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, họ xây dựng sẽ ảnh hưởng tới gia đạo của các bạn như sau. Chúng ta đặt trong hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trường hợp sẽ xảy ra những cái biến cố, biến động bất lợi trong năm, trong một năm nhé. Khi nhà hàng xóm người ta động thổ tại phải vào các cái phương vị so với nhà mình, là phương vị đó là thái tuế, đặc biệt là phương vị đó là gặp tam sát, phương vị đó năm đó, năm nào đó nó là phương ngũ hoàng đại sát hoặc mộ kỷ đô thiên sát, thì chắc chắn trong gia đình của các bạn sẽ thay đổi. Lý do thay đổi bởi vì nó sẽ có xung động của trường khí và thổ khí, nó xung động dẫn tới những cái hậu quả về công danh sự nghiệp, đặc biệt là vấn đề về sức khỏe của nhà đối diện hoặc là phương vị đó tác động tới. Nên nhớ, ở phương vị của nhà hàng xóm tác động thổ tại phương vị nào mà phương vị đó trong năm đó nó bị sát, thì thành viên đại diện cho cái phương vị đó trong gia đình nhà mình sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Bởi vì sao? Tôi nói ví dụ, nhà bạn quay về hướng nam chẳng hạn, bất kể xây dựng ở vận nào, hoặc là theo bát trạch là các bạn ở cái phương vị nhà của các bạn, theo quan niệm của bát trạch là sinh khí, là phúc đức, là thiên y chẳng hạn, là rất là tốt. Tôi cứ giả dụ là trong quá trình trước đây, khi nhà hàng xóm người ta chưa xây dựng, thì nhà các bạn được xếp vào nhà song tinh đáo hướng hay là vượng sơn vượng hướng vân vân, tất cả cái trường khí vốn dĩ của các bạn trong bao nhiêu năm đó nó tốt nó xấu nó thể hiện ra rõ ràng rồi. Tuy nhiên khi nhà hàng xóm người ta xây dựng thì nó sẽ ảnh hưởng như sau. Thứ nhất là một năm ở cái phương vị đó nó tốt hay là xấu so với nhà mình. Trường hợp sẽ ảnh hưởng lâu dài mãi mãi sau này là 20-30 năm, với cái lý do như sau. Khi chưa có ba bề bốn bên chẳng hạn, hay một phương vị nào đó các bạn đang nhận được khí tốt, đang nhận được những sao sinh khí hoặc sao đương vận trong tương lai nó tốt, ở đó mặt minh đường của nhà các bạn bất kể trường hướng nào là minh đường, nó sáng sủa, nó rộng rãi, nó đón được những khí tốt. Các cái vị trí cửa phụ, cửa sổ đón được ánh nắng mặt trời cân bằng thì là giúp cho cái trường khí của các bạn cân bằng âm dương, gia đạo của nhà các bạn phát triển. Nhưng đến một năm nào đó là phía trước nhà của các bạn người ta động thổ, người ta xây dựng. Nếu như nói về khí ấy, mà ở cái phương vị đó, tôi nói ví dụ luôn,
là trong năm nay 2023 tam sát ở ba phương thân dậu tuất. Sang năm 2024 thì phương bị tam sát ở phía nam là tị, ngọ và mùi. Đồng thời ở phía nam sang năm nó có sao thất xích kim tinh thoái vận, là con sao tai nạn, mổ xẻ, thị phi, cãi cọ, kiện tụng, đào kiếm, nó ở đấy. Đồng thời ở phía nam sơn tị và ngọ, ở đó lại là mậu kỷ đô thiên sát kết hợp với tam sát, còn chưa nói ghé sang bên sơn thìn đâu, là trung thái tuế và thái tuế. Phía tây là sao ngũ hoàng đại sát nó chiếu tới. Cho nên trong sang năm 2024 các bạn sẽ được kiểm nghiệm, thứ nhất là nhà ở, phương vị của nhà các bạn so với cái nơi mà hàng xóm người ta động thổ là ở phía tây, thì ở đó nhà các bạn sẽ bị sát khí là của ngũ hoàng đại sát ở phía tây. Nếu nhà các bạn ở khu vực phía đông nam, phương vị của nhà các bạn ở đó có cổng cửa, đường đi lối lại, cửa sổ, những cái nơi thông khí mà ở phía nam, thì các bạn sẽ dính sao xuất sắc kim tinh, mẫu kỳ đô trên sát và tam sát. Phía đông nam cũng vậy, đông nam là sẽ là thái tuế. Thì tại sao nó sẽ ảnh hưởng đến các bạn? Để tôi nói một cách ví dụ như thế này. Ví dụ như nhà các bạn hướng nam đi, cho là dễ. Nhà các bạn về hướng nam, nó thuộc về nhà song tinh đạo hướng chẳng hạn, nó đang tốt về tài lộc. Bỗng dưng bởi vì trước mặt của nhà các bạn là hàng xóm, trước đây nó là khoảng không, người ta chưa xây dựng chẳng hạn, thì ở đấy là khoảng không minh đường các thứ các bạn rất sáng sủa, thì các bạn đón được ánh nắng mặt trời, đồng thời các bạn đón được luồng khí ở phía nam, mà phía nam nó có con sao đương lệnh của vận tám ở đấy, tôi nói ví dụ như vậy. Nhưng đến sang năm 2024 người ta động thổ ở khu vực đó, thì nhà của bạn đương nhiên sẽ có biến động. Trong năm đó là ở đó là phương vị các bạn ở phương vị đó so với nhà của các bạn, nó là hướng nam thì nó vừa gặp mộng quỷ đô thiên sát, vừa gặp tam sát ở đó, lại gặp luôn sao thất thích kim tinh, chắc chắn trong gia đình cho các bạn sẽ xảy ra nhiều các cái vấn đề biến cố. Chứ đừng quan niệm là gì, nhà họ xây thì họ ảnh hưởng của nhà họ ảnh hưởng của họ một kiểu khác, mà nhà mình sẽ ảnh hưởng một cái khác, vì nó có sự xung động giao thoa giữa các dòng trường khí khác nhau. Đến đó là trong năm, sau khi họ hoàn thiện, họ xây 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, mà nhà các bạn lại thấp hơn nhà họ, thì lúc đó các bạn không nhận được cái khí từ phía nam nó chiếu tới nữa, ánh mặt trời nó cũng không rọi được vào cửa nhà bạn như trước đây nữa. Mà gì? Lúc đấy nó sẽ nhận những cái khí suy tử có thể phản hồi từ mé đằng sau lưng của nhà các bạn, khi nó đập vào cái nhà cao tầng ở trước mặt, sau đó nó dội ngược lại nhà các bạn. Lúc đó các bạn không bảo là nhà tôi vẫn là đón khí ở phía nam nữa, không phải, mà lúc đó lại phải xét bên trái bên phải, trên phía trước mặt của các bạn là đường đi nó rộng nó hẹp nó ra sao, thì lúc đó mới phân tích ra là phía tay trái của các bạn đón khí gì, phía tay phải của các bạn đón khí gì, theo cái tổ hợp của huyền không phi tinh, mà những người am hiểu về thuật số huyền không phi tinh người ta mới có thể tính toán cho các bạn được. Đó là nhà trước mặt. Nếu như cũng là cái nhà hướng nam, nhưng thì lại có cái cửa ngách, hoặc là có cái cửa sổ bên tay phải, nó là thuộc về phía tây chẳng hạn, tôi nói ví dụ nhé, là phía tây ở đấy người ta đông thổ, đương nhiên là ở mé nhà người ta ở phía tây, người ta động thổ gì các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng về cái thổ khí, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến thiên tinh ngũ hoàng đại sát ở đó, thì các bạn ở đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mà hai cái phương vị này này, phía nam thì ảnh hưởng người tuổi ngọ, đại diện cho con trai con gái thứ hai, đồng thời đó cũng là cung danh vọng danh tiếng, thì tự nhiên các bạn sẽ xáo trộn. Đặc biệt là ở phía tây là đại diện cho người tuổi dậu, người mệnh sao số 7 và con gái út, nó cũng là cung con cái ở đấy nó sẽ xảy ra, bởi vì các bạn đón cái khí suy tử ngũ hoàng đại sát vào. Ở một khi người ta gọi là sát là phải tĩnh, không được động. Khi
sao sâu nó chiếu tới hoặc là cái xung sát nó chiếu tới, thì ở đó người ta gọi là loan đầu kết hợp với lý khí, nó phải có cái luồng khí, thì lúc đó sẽ phát sinh ra sự cố. Nếu như mé đằng sau nhà các bạn mà có cửa sổ, ở đấy có đường đi lối lại, có xung sát chẳng hạn, mà khi ở đấy người ta động thổ, người ta xây dựng, thì chắc chắn nó cũng sẽ có nhiều cái biến tố xảy ra cho các bạn. Chứ các bạn đừng bao giờ quan niệm là một cái ngôi nhà là theo bát trạch là tôi ở hướng sinh khí thiên đi phúc đức của phụ vị, là mãi mãi là tôi phát đạt, hoặc là tôi đặt cửa theo 24 vòng phúc đức dựa theo 12 vòng trường sinh, là tôi vào là quan tước hay là tấn tài tấn lộc cái gì, nó chỉ là một cái yếu tố phụ thôi, nó là yếu tố tâm lý thôi. Mà quan trọng là cái khí ở cái cửa đó, cái cổng đó, cái cửa sổ đó, nó nhận cái khí gì của sao đương vận hay sao suy tử. Bởi sao một vận nó có 20 năm thì thông thường theo cái kinh nghiệm ấy là không có nhà nào vượt quá 25 năm đâu. Bởi vì sao, nó theo cái nguyên tắc hình sin, có thịnh thì tất có suy, đó là cái điều chắc chắn. Bởi vậy khi nhà hàng xóm người ta động thổ, người ta xây dựng thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Từ tốt nó biến thành xấu. Như tôi đã dẫn chứng là hướng nam là nhận được sao đương vận chẳng hạn, nó mới được thoáng đáng, ánh nắng mặt trời nó soi rọi, mọi thứ nó cân bằng. Nhưng gì bây giờ người ta xây vào rồi thì các bạn đừng nghĩ là nhà bạn vẫn nhận được con sao đương vận, sao sinh khí tốt đó ở đâu, mà lúc đó lại phải xét hai bên trái phải ra sao. Ví dụ tiếp theo là như hai bên trái bên phải, gọi là từ trong nhà các bạn nhìn ra bên tay trái gọi là bên tay long, mà từ trong nhà nhìn ra thì bên tay phải là bạch hổ, thì ở đó người ta xây dựng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các bạn ngoài khí trường ra. Nhưng theo cái nguyên tắc thanh long bạch hổ, nếu như bên tay phải mà người ta lại xây cái nhà 6 tầng, một nhà các bạn có 3 tầng, à bên tay trái nhà các bạn thì nó lại có nhà 2 tầng hay 1 tầng, thì đương nhiên là bạch hổ ngóc đầu thì cũng sẽ gây bất lợi cho chính bản thân gia đình của các bạn. À, hoặc là gì, nhà các bạn đang thấp nhưng 4 bề xung quanh người ta xây cao lên thì nó là bị phong sát, đồng thời là các bạn ở thấp nhất thì các bạn không bao giờ có thể ngoi lên được đâu. À, chính vì vậy là nhà hàng xóm sẽ xây dựng có hai trường hợp, một trường hợp là trực tiếp trong một năm và ảnh hưởng lâu dài ít nhất trong 20 năm. Bởi vậy chúng ta sẽ phải có những cái biện pháp mà để cân bằng bằng những cái tổ hợp sao đương vận và sao sinh khí, mở cổng cửa sổ nơi nào khí ở những cái nơi là tốt nhất bằng các hình thức thủy tài, thủy chiêu tài hoặc những cái vật phong thủy, các cái cây hoặc là non bộ, đặc biệt là nước nó ra sao, lúc đó sẽ giúp cho tài vận của bạn đó tốt lên. Để nắm được cái nguyên tắc này, chúng ta loại trừ trước đi là những cái mà tôi đã nói ở trên. Cho dù các bạn chấp nhận hay không chấp nhận, nó cũng vẫn phải là chấp nhận, vì vốn dĩ nó là như vậy. Trường khí thay đổi, ánh sáng thay đổi, âm dương không cân bằng, dẫn tới gia đạo sẽ có nhiều biến cố. Để nắm được cái này thì các bạn phải luôn luôn nhớ những cái năm mà có cái sao ngũ hoàng nó đáo tới. Sang năm 2024 thì phương vị phía Tây nó sao ngũ hoàng đại sát. Phương vị tam sát của năm 2024 thì nó ở phía Nam, đặc biệt là ở Tỵ và Ngọ Mùi. Mậu Kỷ đô tin sát ở đấy, để cho các bạn nắm được hành trình của các năm theo cái khẩu quyết là những năm như sau. Là những cái năm Hợi, năm Mão, năm Mùi, nó là mộc, thì nó sẽ tam sát ở ba phương Thân, Dậu và Tuất, nó là kim. Những năm Dần, Ngọ, Tuất thì là hỏa, thì tam sát ở ba phương Hợi, Tý, Sửu, nó là thủy. Những năm Tỵ, Dậu, Sửu là kim, hành kim, thì tam sát ở Dần, Mão, Thìn là mộc. Và những năm Thân, Tý, Tỵ thuộc thủy thì tam sát của nó là Tỵ, Ngọ, Mùi. Thì lúc đó chúng ta sẽ dùng các cái biện pháp chế hóa theo cân bằng âm, cân bằng về ngũ hành. Ví dụ như sang năm là Tỵ, Ngọ, Mùi là nó là hỏa, thì lúc đó
chúng ta phải làm tiết hao bớt cái hỏa đó đi, hoặc là nếu như cái hỏa này nó không át được về cái thủy thì nó cũng mở ngược lại. Bởi vậy những cái năm mà theo cái phương vị tam sát nó thuộc cái hành gì thì chúng ta có thể bằng biện pháp tiết hao hoặc là kích, đấy là tùy vào cái mức độ tay nghề của từng người. Hôm nay cũng được không đưa ra đây những cái tiểu sáo ra sao và đặt những cái vật gì mang cái ngũ hành gì để có thể là khắc chế được cái phương tam sát đó, giúp cho nó thịnh vượng. Hay những cái năm nó có sang ngũ hoàng đại sát, ví dụ sang năm là ngũ hoàng đại sát nó chiếu tới phương vị đó, có cái hình thức đơn giản. Ở trên mạng thì có rất nhiều các cái hình thức là hóa giải, nhưng cơ bản nói chung thì theo cái nguyên tắc để mọi người dễ hiểu là gì, là phương vị ngũ hoàng và nhị hắc, đặc biệt là ngũ hoàng ngũ hành cũng là thổ, thì làm tiết hao đi, là người ta sẽ lấy là thổ sinh kim. Thổ sinh kim thì bằng các cái vật bằng kim loại, mà đặc biệt tốt nó là bằng đồng, thì trong đó có chuông gió bằng đồng là 6 thanh chuông gió bằng đồng thật chứ, chứ có bây giờ nhiều khi đi mua nó làm nhôm hoặc là nó làm tạp chất pha nó không được tốt, cho nên người ta dùng là chuông gió hoặc là gương bất quái bằng đồng để làm tiết hao bớt nó đi. Ngoài ra tôi chỉ cho các bạn một cái biện pháp là ở đó là chúng ta có thể cái phương vị đó cứ bắt đầu buổi chiều sáng sớm và buổi chiều tối từ 16 giờ nhập loạn ấy, thì các bạn là có thể là rung chuông, cua chuông, đánh thanh la để nó xua bớt những cái tà khí, đồng thời ở khu vực đó phải luôn luôn sạch sẽ sáng sủa và tránh bị động. Nếu như ở đó mà các bạn lại lắp những cái điều hòa hoặc là những cái gì nó xung động, người đi lại quá nhiều đấy thì nó cũng sẽ bất lợi. Đó cũng chỉ là một cái phương pháp để mà hóa giải thôi. Trên đây là những cái mà tôi đã trả lời cho các bạn là nhà hàng xóm người ta động thổ, nhà mình có ảnh hưởng người không, thì trong có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ảnh hưởng trực tiếp trong cái năm đó khi nhà người ta động thổ, bởi vì nó là phạm vào những cái quy định về phong thủy, đồng thời là cái phương vị đó thổ khí nó không được tốt, cho nên dẫn tới những cái bất lợi cho những cái bản thân những cái nhà xây dựng ở cái phương vị đó, và trực tiếp cũng sẽ ảnh hưởng tới gia đình nhà mình. Chính vì thế cần phải có những cái biện pháp hóa giải trước, chứ mình không thể là ngăn cản người ta xây dựng được. Trên đây là những cái mà tôi đã trả lời giúp cho các bạn biết được là phương vị nào gặp sát thì cách chế hóa ra sao. Ngoài ra các bạn nên nhớ không phải nhà nào cũng thịnh mãi được đâu, đang thịnh mà hóa suy đấy như tôi đã giải thích, bởi vì nó đón không còn đón được những cái khí tốt nữa thì dẫn tới trong gia đạo nó bất lợi. Mà người ở phương vị nào nó bị che chắn, nó bị phạm thì cái người đại diện trong cung vị đó trong bát quái đồ là ảnh hưởng trực tiếp. Hôm nay tôi giúp cho các bạn hiểu được khái niệm thế nào là tam sát, thế nào là quỷ đô sinh sát và thế nào là ngũ hoàng đại sát. Chúng ta có cái biện pháp chế hóa giúp gia đạo phát triển. Xin chào và hẹn các bạn ở những clip.